Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, theo kế hoạch, ngày 11 tháng 3 tới đây, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam cùng với 4 đồng phạm thực hiện. Theo đó, 4 bị cáo là đồng phạm của bà Phương Hằng đề nghị được xem xét giảm nhẹ hình phạt. 4 đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng lại sắp hầu tòa. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ án này. Sau bản án, bà Hằng không kháng cáo, chấp nhận mức hình phạt 3 năm tù giam và hiện chấp hành án tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, 4 đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng đã kháng cáo bản án sơ thẩm, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt. Họ gồm Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, cựu giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Mai Nhi, cựu trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, cựu nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, cựu trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam cùng lãnh 1 năm 6 tháng tù. Tòa án cũng nhận được đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của bà Đinh Thị Lan, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đề nghị được xem xét lại tư cách tham gia tố tụng và mức bồi thường thiệt hại tinh thần. Nội dung vụ án thể hiện bà Nguyễn Phương Hằng cùng với đồng phạm lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của 10 cá nhân là các ông bà Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà. Màn đối đáp bật lại luật sư của bà Phương Hằng, ra tòa đã đọc cáo trạng chưa, về học thêm đi. Trước đó vào tối ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Qua nội dung xét hỏi, đối chất và luận tội tại phiên tòa, có thể thấy một số bị cáo, trong đó có chủ mưu Nguyễn Phương Hằng đã chưa nhận thức một cách đúng và đủ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng vẫn còn thiếu câu chuyện mấu chốt từ đâu khiến cho bị cáo trở thành một con người đã vi phạm pháp luật. Thậm chí bà Hằng còn nhiều lần bật lại luật sư của các đương sự, từ chối trả lời nhiều câu hỏi vì lý do đã có trong cáo trạng. Sau 18 tháng bị tạm giam, bà Phương Hằng đã bị tuyên án 3 năm tù giam. Các đồng phạm gồm ông Đặng Anh Quân, lãnh mức án 2 năm 6 tháng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam. Trong phiên xét xử vào sáng ngày 21 tháng 9, sau khi hội đồng xét xử đọc cáo trạng, thẩm phán hỏi bà Hằng có ý kiến gì về cáo trạng, bà Hằng trả lời. Trong cáo trạng cũng như trong lịch sử, không thể hiện rõ câu chuyện xuất phát từ đâu. Câu chuyện đó xuất phát từ vấn đề từ thiện, mà hôm nay bị cáo đứng đây với vai trò là bị cáo. Trước khi thành bị cáo cũng là bị hại. Trước phiên tòa hôm nay, bị cáo thấy vẫn còn thiếu câu chuyện mấu chốt từ đâu, khiến cho bị cáo trở thành một con người đã vi phạm pháp luật. Trong phiên xét xử vào chiều ngày 21 tháng 9, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không tham gia vào ủy quyền cho quản lý truyền thông của mình là ông Đinh Văn Chiến tham dự. Trong phần xét hỏi, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đặt câu hỏi với bà Nguyễn Phương Hằng. Rằng bà Hằng nói Đàm Vĩnh Hưng có hành vi xúc phạm bà, vậy việc xúc phạm này là do bà trực tiếp nghe hay là nghe từ nhân viên? Tiếp theo, luật sư hỏi bà Hằng có gửi đơn lên Bộ Công an tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng huy động từ thiện hay không? Có làm đơn tố cáo ông Hưng xúc phạm mình với công an không? Trước câu hỏi này, bà Hằng đặt câu hỏi ngược lại với luật sư rằng tất cả đều đã được thể hiện trong cáo trạng. Đó là lý do bà có mặt tại phiên tòa này. Không biết luật sư đã đọc cáo trạng trước khi tham dự phiên tòa hay không? Mọi thứ nó thể hiện rõ trên cáo trạng rồi. Đó là lý do tôi đứng tại phiên tòa này. Luật sư có đọc cáo trạng trước khi ra tòa chưa? Tôi không trả lời, giữ im lặng. Ngoài ra, luật sư bảo vệ quyền lợi của ông Hưng cũng hỏi thêm. Sau khi bà Hằng bị xử phạt vi phạm hành chính vào tháng 4 năm 2021, bà có nhận thức được rằng không được sử dụng mạng xã hội để xúc phạm, tuyên truyền, thông tin sai sự thật. Bà Hằng kiên định với câu nói, tôi không trả lời. Luật sư hỏi tiếp, ngày 31 tháng 5 năm 2021, tại buổi làm việc với Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, đại diện theo ủy quyền của bị cáo đã cam kết không livestream để tuyên truyền nội dung sai sự thật.
tại sao sau đó bị cáo vẫn tiếp tục live stream? Trước câu hỏi này, bà Hằng đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía luật sư và nói, tại sao? Đã đứng ở đây rồi còn hỏi tại sao? Về học thêm đi. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho ca sĩ Vy Oanh cho rằng bà Hằng đã xác định là sai, đồng nghĩa với việc có lời nói thiện chí đối với những bị hại, trong đó có ca sĩ Vy Oanh, và hỏi bà Hằng có muốn nói lời nào với Vy Oanh không. Luật sư nói thêm, nếu sai thì xin lỗi, đâu có gì khó khăn. Dù vậy, bà Nguyễn Phương Hằng dứt khoát trả lời. Hiện nay tôi cũng đang làm đơn tố cáo Vy Oanh xúc phạm tôi ở PC02. Và tôi nghĩ rằng là tôi ở tù 18 tháng cũng đã quá cay đắng rồi. Suốt 18 tháng qua có ai làm thay tôi những cái quỹ mổ tim không? Tất cả những người này được tôi cho là bị hại hay là thật sự trong thâm tâm của luật sư? Họ là phá hoại hay bị hại? Bị hại là nhân dân, là những trẻ em nghèo bệnh tật. Chứ không phải là đây là bị hại, đây là phá hoại. Bà Hằng cũng tiếp tục từ chối trả lời tất cả các câu hỏi của luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Đức Hiền về việc bà cho rằng ông Hiền là một trong những người tấn công bà. Vậy bà có đọc những bài viết về việc ông Hiền nói về bà chưa? Bà có bằng chứng những thông tin mà ông Hiền nói về bà không? Đồng thời, luật sư của bà Lê Thị Dầu hỏi bà Hằng có quan hệ gì với nhau. Bà Hằng tiếp tục nói, tôi không trả lời. Trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho rằng bản thân đã phải trả giá đắt trong gần một năm rưỡi qua. Đồng thời, bị cáo Hằng cho biết bản thân đã rất buồn khi phải bỏ đi quỹ mổ tim. Bà Nguyễn Phương Hằng bào chữa. Bị cáo mới vừa nghe viện kiểm sát luận tội bị cáo. Thì có một điều bị cáo thấy không đúng là lợi dụng quyền tự do. Nếu đã lợi dụng thì phải có thu lợi. Hoặc lạm dụng thì bị cáo phải có một cái quyền lợi nào đó. Bị cáo không hề thu lợi bất cứ một đồng nào trên công chúng và bị cáo cũng không lên công chúng để làm một điều gì đó. Nhưng vì bị cáo không bị công kích và dẫn bị cáo đi quá xa cho đến ngày hôm nay, bị cáo đã trả giá 18 tháng. Bị cáo đã rất đau khổ khi đã bỏ đi cái quỹ mổ tim là cái lý tưởng sống của bị cáo. Ở phần bào chữa cho bị cáo, ông Hồ Nguyên Lễ, luật sư bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của bà Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân đã đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ mức phạt. Phạt bà Nguyễn Phương Hằng bằng với thời gian đã tạm giam và án treo đối với ba bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân. Lý giải cho đề xuất này, ông Hồ Nguyên Lễ cho biết đây là vụ án đặc biệt, lần đầu tiên xử lý vụ live stream trên mạng xã hội. Nguyên nhân bà Hằng có những phát ngôn xâm phạm đến quyền, lợi ích của người khác là do bà bị vượt quá giới hạn chịu đựng, liên tục bị xúc phạm trong khi đi làm nhiều hoạt động từ thiện. Những lời nói, phát ngôn của bà Hằng là khách quan, phản ứng lại khi bị công kích trên mạng xã hội. Luật sư khẳng định, không phải tự nhiên bà Hằng có những phát ngôn như vậy. Hầu hết những người bị bà Hằng xâm phạm quyền, lợi ích đều có phát ngôn xâm phạm tới thân chủ của ông trước. Nguồn cơn sự việc là từ mong muốn tố cáo hành vi chiếm đoạt của Võ Hoàng Yên. Bà Hằng muốn ông Hoài Linh lên tiếng, nhưng không được chấp thuận. Bên cạnh đó, sau khi bà Phương Hằng lên tiếng nói ông Hoài Linh ngâm tiền từ thiện, thì ông Hoài Linh mới giải ngân. Luật sư cho rằng phản ánh này của bà Hằng là điều đúng sự thật. Ở tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, ông Lễ cho rằng vì bà Nguyễn Phương Hằng và ba nhân viên Nhi, Hà, Tân đều làm chung tại công ty Đại Nam, nên mới cùng thực hiện các buổi live stream. Đây là việc có tính chất đơn giản, không có mục đích liên kết. Đồng thời, việc này cũng mang tính tự phát dựa trên mối quan hệ tình cảm bạn bè, quan hệ đồng nghiệp, nhân viên. Thêm vào đó, bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện quỹ từ thiện Hằng Hữu với mục đích giáo dục, giúp đỡ những người khó khăn, những trẻ em mắc bệnh tim. Với tư cách là Tổng Giám đốc điều hành của Đại Nam, bà Hằng đã tác động, dành toàn bộ lợi nhuận cho hoạt động từ thiện. Đây là đóng góp vô bờ bến bà dành cho xã hội. Đặc biệt, bà Nguyễn Phương Hằng đã nộp đơn cho tòa trước khi xét xử, đề nghị được tạo điều kiện để nộp khoản tiền nhằm khắc phục hậu quả do mình gây ra. Ông Lễ cho rằng đây là nhận thức tự đáy lòng của bà Hằng là tình tiết giảm nhẹ bằng cách khắc phục hậu quả.